về chúng tôi, cơ quan ngôn luận cho đời. Bằng tâm trí tín, lòng tự tin chúng tôi xin viết, truyền thông cho bạn, cho mọi người, mọi nhà đều biết. Hành trình hôm nay với những bước chân miệt mài, tình yêu trao mãi với nghề trong trái tim tôi. Từng ngày bên nhau chúng ta dựng xây, tạp chí Tiếp Thị và gia đình luôn bên bạn. Nào đi ta đi lên tới miền ngược miền xuôi, dựng xây mái ấm trên từng bản làng, vẫn ngân nga câu hát tự hào nghe bao. Có chúng tôi sẽ luôn bên bạn, có chúng tôi viết nên công lý và niềm tin. Hát về chúng tôi, cơ quan ngôn luận cho đời. Bằng tâm trí tín, lòng tự tin chúng tôi xin viết, truyền thông cho bạn, cho mọi người, mọi nhà đều biết. Hành trình hôm nay với những bước chân miệt mài, tình yêu trao mãi với nghề trong trái tim tôi. Từng ngày bên nhau chúng ta dựng xây, tạp chí Tiếp Thị và gia đình luôn bên bạn. Nào đi ta đi lên tới miền ngược miền xuôi, dựng xây mái ấm trên từng bản làng, vẫn ngân nga câu hát tự hào nghe bao. Có chúng tôi sẽ luôn bên bạn, có chúng tôi viết nên công lý và niềm tin. Nào đi ta đi lên tới miền ngược miền xuôi, dựng xây mái ấm trên từng bản làng, vẫn ngân nga câu hát tự hào nghe bao. Có chúng tôi sẽ luôn bên bạn, có chúng tôi viết lên câu